Trên thế giới, ông Trump cáo buộc FBI đánh cắp 3 cuốn hộ chiếu. Tổng thống nói Indonesia ở đỉnh cao của sự lãnh đạo toàn cầu. Nổ kho đạn ở Crimea, 2 người bị thương. Bất chấp Mỹ, Ấn Độ phản đối, tàu do thám Trung Quốc cập cảng Sri Lanka. Từ người bán gà trở thành tổng thống Kenya. Tại Việt Nam, hàng loạt ca COVID-19 biến thể mới, Bộ Y tế yêu cầu khẩn tăng cường quản lý. Hà Nội thu giữ hơn 10.000 bánh trung thu, gần 650 lít rượu không rõ nguồn gốc. Bắt 2 người trộm chó mang theo súng điện, bình xịt hơi cay ở Đà Nẵng. Cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng. Thành phố Vũng Tàu cấm dùng xà bông, dầu gội tại các trụ tắm nước ngọt. Hằng Lâm chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tối nay ngày 16 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và thư giãn. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức liên quan đến vụ đột kích vào dinh thự tại Florida của cựu Tổng thống Donald Trump đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Hôm 15 tháng 8, ông Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thu giữ trái phép 3 hộ chiếu của ông trong vụ khám xét gây tranh cãi tại dinh thự Mar-a-Lago hồi tuần trước. Ông Trump viết trên mạng xã hội sự thật, đây là cuộc tấn công nhằm vào một đối thủ chính trị ở mức độ chưa từng thấy trên đất Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao FBI lại lấy đi hộ chiếu của ông Trump. Trong 3 hộ chiếu có một cuốn đã hết hạn, một cuốn hộ chiếu phổ thông và một cuốn hộ chiếu ngoại giao được cấp sau khi ông đắc cử tổng thống năm 2016. Nếu không có hộ chiếu hợp pháp, ông Trump sẽ không thể ra khỏi nước Mỹ. Sau vụ đột nhập bất ngờ vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cả ông Trump và những người ủng hộ đảng Cộng Hòa đều cáo buộc FBI và Bộ Tư pháp thực hiện một đòn tấn công với động cơ chính trị để nhắm vào cá nhân ông Trump, người có tiềm năng tái đắc cử trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 tới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay ngày 16 tháng 8 đã ca ngợi tầm vóc ngày càng gia tăng của đất nước mình trên toàn cầu và nhắc lại lời kêu gọi Indonesia là cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Joko cho biết, vào năm 2022, chúng tôi giữ chức chủ tịch của G20, một diễn đàn quốc tế bao gồm các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm tới, chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch của ASEAN. Ông nói thêm, điều đó chỉ ra rằng chúng tôi đang ở đỉnh cao của sự lãnh đạo toàn cầu. Vào cuối tháng 6, Tổng thống Indonesia đã trở thành lãnh đạo châu Á đầu tiên đến Kiev và Moscow để gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine và Nga. Điều này được coi là một phần trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến và xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trong bài phát biểu, ông Joko cũng lưu ý rằng các nền tảng kinh tế cơ bản của Indonesia vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động. Ông Joko Widodo đắc cử chức tổng thống vào năm 2014, sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2024. Và nối tiếp là một tin tức cập nhật về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hôm nay, một vụ nổ kho đạn lớn đã xảy ra ở phía bắc bán đảo Crimea, khiến cho 2 người bị thương và cư dân địa phương phải sơ tán khỏi khu vực. Truyền thông Nga đưa tin, ngọn lửa và vụ nổ đã làm rung chuyển ngôi làng Maskoy của Crimea vào sáng thứ Ba. Bộ Quốc phòng Nga cho hay hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, trong khi phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Vụ nổ diễn ra khi tuần trước, sự cố tương tự đã xảy ra tại một sân bay quân sự của Nga ở Crimea, khiến cho nhiều máy bay chiến đấu bị phá hủy. Quân đội Nga nói vụ nổ ở sân bay là do bất cẩn trong quản lý đạn dược. Phía Kiev cũng phủ nhận liên quan tới vụ nổ, nhưng một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hoạt động tập kích của đặc nhiệm Ukraine và dân quân địa phương. Bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 có ý nghĩa chiến lược và biểu tượng to lớn đối với cả hai bên. Việc Điện Kremlin yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là một phần của Nga là một trong những điều kiện quan trọng để chấm dứt giao tranh, trong khi Ukraine tuyên bố sẽ đánh đuổi người Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, tàu do thám của Trung Quốc Viễn Vọng 5 đã cập cảng Hambantota ở phía nam của Sri Lanka, bất chấp những lo ngại trước đó từ Washington và New Delhi.
Cụ thể, con tàu do thám được phép cập cảng với điều kiện không thực hiện bất cứ nghiên cứu nào khi ở trên vùng biển Sri Lanka. Cũng theo sự chấp thuận của chính quyền nước sở tại, con tàu sẽ được ở lại Sri Lanka trong 6 ngày. Theo kế hoạch ban đầu, tàu Viễn Vọng 5 sẽ đến Sri Lanka vào tuần trước. Tuy nhiên, nước này đã yêu cầu Bắc Kinh hoãn lại sau khi vấp phải sự phản đối của New Delhi. Trước đó, ông Arindam Bachchi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, chính phủ đang theo dõi cẩn thận bất cứ động thái nào có thể ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích kinh tế của Ấn Độ. Bên cạnh đó, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết. Theo truyền thông Ấn Độ, Viễn Vọng 5 không đơn thuần là một tàu nghiên cứu và khảo sát. Thay vào đó, nó là một con tàu do thám lưỡng dụng, có khả năng theo dõi vệ tinh và tên lửa xuyên lục địa. Còn theo Lầu Năm Góc, con tàu được điều hành bởi quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. New Delhi lo ngại về nguy cơ con tàu này đang nhắm mục tiêu theo dõi các căn cứ quân sự của Ấn Độ. Cảng biển Hambantota là một cảng biển có vị trí chiến lược ở Sri Lanka, được phát triển phần lớn từ các khoản vay từ Trung Quốc và hiện cũng do Trung Quốc điều hành theo một hợp đồng thuê với thời hạn 99 năm. Từ người bán gà trở thành Tổng thống Kenya. Vào thứ Hai ngày 15 tháng 8, Phó Tổng thống William Ruto đã được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc đua tổng thống ở Kenya. Ông Ruto đã giành được hơn 50% phiếu bầu so với hơn 48% của đối thủ ứng viên Odinga. Người đàn ông 55 tuổi này đã biến sự phân chia giai cấp ở Kenya trở thành tâm điểm trong chiến dịch tranh cử khi hứa sẽ thưởng cho những người có thu nhập thấp. Một người bạn học cùng khóa với ông Ruto nói rằng, "Tôi không thể tưởng tượng được người thậm chí không có nổi một đôi giày để đi lại có thể trở thành tổng thống." Trong tâm trí, người dân ở quê nhà chỉ nhớ đến ông William Ruto khi còn là một cậu học sinh chân đất bán gà ở một quầy hàng ven đường. Sau khi lên nắm quyền, ông Ruto sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội bởi sự gia tăng toàn cầu về giá thực phẩm và nhiên liệu. Nghiêm trọng hơn là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm đã tàn phá miền Bắc của Kenya, khiến cho 4,1 triệu người sống phụ thuộc vào viện trợ lương thực, trong khi mức nợ của nước này đã tăng vọt. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, tổ chức này đã ghi nhận kết quả bầu cử tổng thống Kenya và khuyến khích các ứng viên sử dụng các kênh hợp pháp để giải quyết bất kỳ thách thức nào có thể phát sinh về vấn đề kiểm phiếu. Quay trở lại với tình hình tại Việt Nam, hàng loạt ca COVID-19 biến thể mới, Bộ Y tế yêu cầu khẩn tăng cường quản lý. Gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện nhiều biến thể phụ mới của biến thể Omicron với khả năng lây lan nhanh, bao gồm BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Số ca mắc đang có xu hướng tăng trở lại, ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Như vậy, với biến thể BA.2.75 xuất hiện tại Việt Nam, các chuyên gia nêu quan điểm đặc biệt chú ý biến thể này do nó có một số đột biến giúp lẩn tránh miễn dịch và dễ xâm nhập vào tế bào người. Để chủ động phòng dịch, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý các ca mắc COVID-19. Các địa phương cần thường xuyên cập nhật số liệu và báo cáo kịp thời, tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11 triệu ca COVID-19, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo là thông tin thu giữ hơn 10.000 bánh trung thu nhãn nước ngoài giá siêu rẻ. Vừa qua, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Cửa hàng này đang bày bán hơn 10.000 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, đựng trong các thùng cắt tông với giá là 2.500 đồng một chiếc. Thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh, khai nhận là gần Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về phục vụ nhu cầu của người dân. Xã La Phù, huyện Hoài Đức là trung tâm buôn bán bánh kẹo của cả miền Bắc. Mỗi tháng, hàng chục tấn bánh kẹo được sản xuất cũng như nhập về tại các cửa hàng nhà kho tại xã. Cũng liên quan đến sản phẩm không rõ nguồn gốc, sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ gần 650 lít rượu không rõ xuất xứ tại hai cơ sở kinh doanh ở quận Long Biên và quận Hà Đông.
Đội quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các cơ sở này có các hành vi vi phạm như sau: bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên mà không đăng ký theo quy định, sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, cung cấp không đầy đủ thông tin về hàng hóa trên website bán hàng, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng 645 lít. Hiện toàn bộ số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị tạm giữ và được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. Bắt hai người trộm chó mang theo súng điện, bình xịt hơi cay ở Đà Nẵng. Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Công an xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang phát hiện hai thanh niên chạy xe máy trên tuyến đường vành đai DH4 đang chở theo một bao tải có biểu hiện đáng nghi nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 9 con chó đã chết. Ngoài ra, còn có một súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay, ná cao su và đèn pin. Hai người này được mời về trụ sở làm việc. Bước đầu khai nhận đã dùng súng điện tự chế, bình xịt hơi cay đi trộm chó tại nhiều địa phương. Vâng, thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip được cho là hoạt động cúng dường diễn ra tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ vu lan với khoảng 10.000 người tham dự. Trong đó có hoạt động xớt bát cúng dường được tổ chức vào hồi 11 giờ trong khuôn viên của chùa. Có nhiều hình ảnh cúng dường bằng tiền, vật thực và các chư tăng lần lượt thu tiền hòa từ tay của người dân được đưa lên mạng xã hội gây phản cảm và phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng cúng dường nên đưa vào hòm công đức, các chư tăng nhận tiền cúng dường trực tiếp từ tay người dân là không nên. Sau khi tìm hiểu sự việc, thành phố Uông Bí đã yêu cầu chùa Ba Vàng gỡ bỏ clip trên mạng xã hội về lễ xớt bát cúng dường trong ngày lễ Vu Lan, đồng thời đề nghị chùa Ba Vàng rút kinh nghiệm, đưa những hình ảnh gây ảnh hưởng không tốt. Thành phố Vũng Tàu cấm dùng xà bông dầu gội tại các trụ nước ngọt công cộng. Năm 2017, để tạo thuận lợi cho người dân du khách có nước ngọt để tắm lại sau khi tắm biển, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lắp đặt các trụ tắm nước ngọt tại một số bãi tắm. Tuy nhiên, lại có tình trạng một số người dân sử dụng dầu gội xà bông tắm tại các trụ tắm nước ngọt, nước thải có chứa hóa chất chảy thẳng xuống biển sẽ ảnh hưởng đến sinh thái biển. Còn vỏ của các loại xà bông dầu gội đầu vứt tại trụ tắm gây ô nhiễm. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ra quyết định cấm người dân du khách sử dụng xà bông dầu gội hóa chất tại các trụ nước ngọt công cộng. Có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8, trường hợp vi phạm sẽ bị yêu cầu dừng sử dụng trụ tắm nước ngọt và xử phạt hành chính. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khỏe Tự Nhiên tối nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị buổi tối an hòa. Còn bây giờ, Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Tự nhiên xua tan bao buồn phiền, sống khỏe tự nhiên bệnh tật mau tan biến, sống khỏe tự nhiên như là liều thuốc kia, sống khỏe tự nhiên tâm hồn mãi bình yên, hạnh phúc triền miên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên, xin chúc nhau mọi người hạnh phúc
triền miên, là sống khỏe tự nhiên. Gia đình luôn yêu thương, là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau.